Tin sáng 30 giây hôm nay sẽ gồm những nội dung đáng chú ý. Chiếm giữ các bệnh viện và khuôn viên trường đại học, tăng cường các cuộc đột kích vào ban đêm để đối phó với biểu tình là những gì mà binh lính Myanmar đang làm. Chính trường Myanmar chưa bao giờ khốc liệt đến thế. Du lịch là để tìm sự thoải mái, vui vẻ cho cuộc sống. Nhưng người phương Tây lúc này đang rất e ngại mình sẽ trở thành con tin, thành vật thế thân cùng các rủi ro khác khi đi du lịch sang Trung Quốc. Đến thời điểm hiện tại, số người bị vây hãm bởi dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới đã hơn 100 triệu người kể từ khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố ca nhiễm đầu tiên vào ngày 11 tháng 3. Nhật Bản đã làm cả thế giới thật sự ngưỡng mộ vì sự phục hồi nhanh chóng sau thảm họa cùng với văn hóa xếp hàng vẫn được duy trì trong dịp tuyệt vọng nhất. Tháng 3 năm nay là dịp họ sẽ kỷ niệm 10 năm sự kiện đau buồn này. Giãn cách là điều cần thiết trong mùa dịch, nhưng làm thế nào để vẫn đảm bảo số lượng hàng hóa và nhu yếu phẩm cho người dân ở các tuyến cửa khẩu biên giới tại Đồng Tháp? Một phản ánh của Tin sáng 30 giây. Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn giúp giảm một phần chi phí, một số đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đã áp dụng hiệu quả mô hình tái chế rác thải rắn. Bất ngờ hơn khi điều này cũng để lại nhiều thiện cảm với du khách tham quan. Câu chuyện lan tỏa hôm nay tại tỉnh Phú Yên. Thức dậy sớm và đừng quên giữ nhịp lan tỏa những điều tử tế cùng Tin sáng 30 giây quý vị nhé. Minh Phương và Tú Trinh chào ngày mới quý vị. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức những hình ảnh hết sức ngoạn mục của một nơi được gọi là Nóc Nhà Đông Dương, là một địa danh hết sức tự hào của Việt Nam chúng ta và nằm ở địa phận của tỉnh Lào Cai. Đây là một địa điểm được rất nhiều người du lịch thích đến để mà khi thưởng ngoạn, khi mà chúng ta muốn thưởng ngoạn những cái nơi mà có thể săn mây được, cũng như mà khi chúng ta muốn thưởng thức một cái thời tiết khác biệt hơn là nơi chúng ta đang sống. Và được biết thì hiện nay đường lên đỉnh Phan Xi Păng đã không còn khó khăn như ngày trước nữa, bởi vì chúng ta có thể lên đỉnh núi bằng cáp treo thì không mất quá nhiều thời gian cũng như là công sức, đúng không ạ? Và bên cạnh đó thì được biết là tỉnh Lào Cai cũng đang có kế hoạch xây dựng lại toàn bộ hình ảnh cho Sa Pa cũng như là Phan Xi Păng. Thông tin chi tiết sẽ có trong phần nội dung chính của chương trình hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với Tin sáng 30 giây ngày 11 tháng 3, ngày cột mốc của khá nhiều những sự kiện đáng nhớ. Chúng tôi sẽ bắt đầu với 30 giây quốc tế. Thưa quý vị, như chúng tôi có phản ánh trong mấy ngày qua, thì tình hình chính trường của Myanmar vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Người biểu tình thì vẫn tiếp tục tổ chức tuần hành, còn quân đội thì vẫn ra sức đàn áp và thậm chí chĩa súng vào người dân để mà đàn áp họ, cũng như là để giải tán biểu tình. Thật là đau lòng khi nhìn thấy những hình ảnh này tại một đất nước mà có nền tảng là Phật giáo như vậy. Đúng như vậy đó chị Trinh. Và khi mà tôi nhìn thấy hình ảnh của người biểu tình bị quân đội trấn áp bằng mọi biện pháp, và đặc biệt là hình ảnh mới đây nhất thì hình ảnh của một nữ tu đã phải quỳ gối để van xin quân đội đừng nã súng về phía người biểu tình, thì nó không chỉ làm cho tôi mà tôi nghĩ là bất cứ ai khi mà xem qua hình ảnh thì cũng cảm thấy sốc và xót xa. Và thời gian gần đây, tình hình đối đầu tại Myanmar giữa chính quyền và người dân tiếp tục có nhiều dấu hiệu căng thẳng và khó lường. Tại thành phố lớn thứ hai của đất nước là Mandalay, cảnh sát đã tiến vào trường đại học và bệnh viện, lục soát và hành hung một số giáo viên để tìm những người tình nghi có liên quan đến các cuộc biểu tình. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng khám xét một số khu phố, từng căn nhà, từng căn phòng để truy lùng những người tình nghi có ảnh hưởng trong các cuộc biểu tình. Và Minh Phương vừa nãy cũng có nhắc đến một cái bức ảnh khá là gây sốc mà chúng ta đã biết trong những ngày qua, khi mà một nữ tu đã quỳ xuống trước hai viên cảnh sát, và tôi cũng cảm thấy bàng hoàng khi mà nhìn thấy bức ảnh đó. Tuy nhiên có một cái chi tiết mà tôi cảm thấy xót xa hơn nữa, đó là hai viên cảnh sát này cũng quỳ xuống. Có lẽ rằng là họ cũng cảm thấy xót xa và đau khổ và quá sốc khi mà thấy một biểu tượng của tôn giáo lại quỳ trước mặt mình, và khi mà họ đang phải thực hiện những cái nhiệm vụ mà họ không hề mong muốn. Phải nói rằng là phải nã súng vào người dân của mình, những người không có vũ khí, là một điều vô cùng chua xót. Và cũng chính vì vậy mà nhiều cảnh sát cũng như là nhiều binh lính phải bắt buộc làm nhiệm vụ trấn áp người biểu tình đã buông súng, và họ đã tìm cách trốn chạy sang một đất nước khác, đó chính là Ấn Độ. Khi anh Thapen được lệnh dùng súng tiểu liên bắn vào những người biểu tình để giải tán họ ở thị trấn Khambat của Myanmar vào ngày 27 tháng 2, thì người cảnh sát 27 tuổi này đã từ chối và từ chức khỏi lực lượng. Vào đêm ngày 1 tháng 3, do lo sợ bị trả thù, thì anh Thapen đã bỏ nhà và trốn qua bang Mizoram, miền đông bắc Ấn Độ. Nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 9 tháng 3 vừa qua, anh Thapen nói nhiệm vụ của cảnh sát là bảo vệ người dân. Trên thực tế thì việc cảnh sát và quân đội Myanmar bắn người là vi phạm pháp luật. Vì vậy, tôi không thể tuân theo những mệnh lệnh đó. Thapen cho biết có rất nhiều đồng nghiệp của mình không tuân theo mệnh lệnh bắn người. Và theo một quan chức cấp cao của Ấn Độ, khoảng 100 người từ Myanmar, chủ yếu là cảnh sát và gia đình của họ, đã vượt qua biên giới vào Ấn Độ kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu.
Và chúng ta sẽ đến với một thông tin liên quan đến Trung Quốc, mà tôi nghĩ với thông tin này thì chính quý vị cũng sẽ thấy ái ngại khi sắp sửa có một lịch trình đến Trung Quốc. Trong các cuộc đối đầu căng thẳng với phương Tây gần đây thì Trung Quốc không từ bỏ một biện pháp nào để có thể tạo áp lực và đấu tay đôi. Ví dụ khi Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, con gái của nhà sáng lập Huawei, nhậm chính phi, thì Trung Quốc đã ngay lập tức bắt giữ hai công dân Canada, trong đó có một cựu nhân viên ngoại giao đã để gây sức ép. Khi căng thẳng kinh tế giữa Trung Quốc và Úc lên cao, nước này không những trừng phạt kinh tế Úc bằng cách tăng thuế và cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng, Bắc Kinh còn bắt giữ một số người Úc như các MC truyền hình để nắn gần chính quyền Canberra. Việc hàng loạt người phương Tây bị bắt giữ trong thời gian qua đã làm dấy lên nhiều lo ngại về các rủi ro khi sang Trung Quốc du lịch. Không biết lúc nào thì mình sẽ trở thành con tin, thành vật thế thân để Trung Quốc gây sức ép lên nước khác. Kính thưa quý vị, chưa bao giờ mà thế giới đang phải đối mặt với những ảnh hưởng đáng sợ từ Covid-19 như trong thời gian qua. Và chính lúc này đây, khi mà chúng tôi đang ngồi chia sẻ với quý vị những thông tin liên quan đến tình hình đại dịch, thì có nhiều nước trên thế giới vẫn đang có những diễn biến phức tạp. Và lúc này thì quốc gia nào cũng muốn thoát khỏi bóng đen của Covid-19 bằng nhiều biện pháp khác nhau, như là việc xúc tiến tiêm vaccine cho toàn dân nhanh nhất có thể. Và hôm nay ngày 11 tháng 3, mà đúng ngày này một năm trước, WHO đã chính thức công bố ca nhiễm Covid-19 đầu tiên. Và đến nay thì số người nhiễm Covid cứ thế nối dài. Đến nay đã có hơn 116 triệu người bị nhiễm Covid-19 trên toàn thế giới. Và vào thời điểm 11 tháng 3 năm 2020, theo Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus thông báo, thì lúc đó chỉ có hơn 118.000 người mắc virus corona ở 114 quốc gia. Đến nay, sau một năm, số người nhiễm Covid-19 đã tăng lên con số là hơn 116,3 triệu, nghĩa là gấp hơn 100 lần, và số người chết là 2.709.195 người. Virus corona cũng vượt qua mọi biên giới, len lỏi vào mọi ngõ ngách và lây nhiễm cho người dân ở hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, kể từ khi những trường hợp đầu tiên được xác định ở Trung Quốc vào tháng 12 của năm 2019. Những tháng đầu năm 2021, thế giới lại tiếp tục phát hiện ít nhất là 3 biến chủng mới của virus corona, lây lan thậm chí còn nhanh hơn những biến chủng đầu tiên. Sau nhiều nỗ lực thì cứu cánh vaccine cũng đã xuất hiện và các quốc gia đang ráo riết thực hiện các chiến dịch tiêm chủng, bao gồm tại Việt Nam. Hy vọng là vào ngày này năm sau thì chúng ta sẽ không phải nhắc đến ngày 11 tháng 3 như một sự kiện tiếp tục kéo dài nữa và virus corona khi đó sẽ bị đánh bại. Thưa quý vị, vào tháng 3 của năm 2021 thì cũng làm chúng ta nhớ đến một sự kiện mà nói rõ hơn, đó chính là một thảm họa. Và chúng ta cũng biết rằng là tháng 3 năm nay thì Nhật Bản đang có những hoạt động kỷ niệm và tưởng nhớ 10 năm thảm họa kép động đất và sóng thần xảy ra vào năm 2011, làm hơn 16.000 người thiệt mạng. Tuy nhiên, việc nhà máy điện hạt nhân Fukushima bị phá hủy, rò rỉ một khối lượng chất phóng xạ ra môi trường, khiến cho 10 năm sau, nơi đây vẫn chưa thể hồi sinh hoàn toàn trở lại. Sau khi sự việc xảy ra, hàng loạt nhà cửa, đường xá, cơ sở hạ tầng bị phá hủy, Nhật Bản đã làm cả thế giới ngưỡng mộ vì sự phục hồi nhanh chóng. Ví dụ, có những con đường bị hư hại nghiêm trọng, họ chỉ mất 6 ngày để khắc phục lại y như cũ. Bên cạnh đó, thì người Nhật cũng khiến cho cả thế giới nghiêng mình khi trong giây phút tuyệt vọng nhất, đói khát nhất, thì họ vẫn xếp hàng nhường nhau nhận thực phẩm. Tuy nhiên, có những nỗi đau đến giờ vẫn chưa xong. Đó là có việc là rất nhiều trẻ em bị mất người thân, cha mẹ hoặc là cả cha lẫn mẹ. Những vết thương lòng này đến nay thì nhiều em vẫn còn bị ám ảnh và dây dứt. Chắc hẳn là không ai muốn nhìn lại những hình ảnh tang thương từ có thể nói là thảm họa này. Và đối với những người dân ở Fukushima thì họ lại không muốn nhớ lại những ký ức quá đau lòng về quê hương của mình. Và đúng là không ai muốn nhớ những cái ký ức như vậy, đặc biệt là với những cái thế hệ sau này. Nhưng mà đối với Nhật Bản thì ý chí của tinh thần của người Nhật đó là rất là mạnh mẽ và giúp cho người ta có thể tiến về phía trước. Tuy nhiên, đôi khi thì những ký ức đau buồn, những cái trường hợp mà đã xảy ra trong quá khứ cũng cứ ở lại với người ta mãi và theo họ cả đời. Và đó là với những đứa trẻ. Theo một cuộc khảo sát của tổ chức Ashinaga, thưa quý vị, đối với những trẻ em Nhật Bản bị mất cha mẹ trong một cuộc động đất sóng thần kinh hoàng năm 2011, thì phần lớn các em ít hoặc là không thể tâm sự với ai về những khủng hoảng tinh thần mà mình đã trải qua. Kết quả của cuộc khảo sát được thông báo rộng rãi trong một buổi họp báo vào ngày 9 tháng 3 tại thành phố Sendai. Cuộc khảo sát tiến hành với 310 người, 71% dưới của người khảo sát dưới 18 tuổi và vẫn còn đi học, 29%
của người nhiều hơn 18 tuổi. Trong số những người được hỏi, có đến hơn 1/3, tức là 36% cho biết mình hoàn toàn không tâm sự được với ai về những mất mát. Theo cô gái có tên là Hagiwara đang học ở trường trung học Sendai, cô không muốn nói về những nỗi niềm của mình khi xung quanh ai cũng chìm trong buồn phiền và đau thương. Cô không thể tỏ ra đau khổ hay rơi nước mắt trong hoàn cảnh này. Sau thảm họa, cô muốn trải qua các tổn thương một cách lặng lẽ và chỉ một mình biết. Theo các nhân viên của tổ chức Ashinaga, trẻ em đã phải trải qua mất mát ở thảm họa 10 năm trước, đang cần phải được giúp đỡ. 10 năm, một thập kỷ đã trôi qua, nhưng những vết thương này vẫn như còn đó. Tiếp theo là một thông tin liên quan đến môi trường. Kính thưa quý vị, đất nước tỷ dân lại đang có những dấu hiệu ô nhiễm không khí đáng lo ngại. Và trong những ngày này thì Trung Quốc đang tổ chức các kỳ họp quan trọng của đất nước như cuộc họp Bộ Chính trị và họp Quốc hội. Nhưng những màn sương mù dày đặc bất ngờ đã bao phủ thủ đô Bắc Kinh. Tầm nhìn trên đường bị giới hạn và các tòa nhà bị chìm trong khung cảnh mờ mờ. Các chỉ số môi trường được đo bởi cơ quan khí tượng của chính phủ đều cho thấy mức ô nhiễm không khí ở tình trạng không tốt cho sức khỏe và rất không tốt cho sức khỏe. Trước tình trạng này, thì Sở Giáo dục Đào tạo Bắc Kinh đã chỉ đạo các trường học cho học sinh ở nhà và chờ thông báo tiếp theo. Thời điểm phong thủy trong văn hóa cổ xưa của người Trung Quốc, thì khi có sự kiện trọng đại của đất nước đang diễn ra mà trên bầu trời u ám hoặc giông tố bão bùng, có nghĩa là có điều gì đó không tốt. Kính thưa quý vị, từ tháng 3 của năm 2020 thì các cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã tạm ngừng hoạt động để đảm bảo phòng ngừa Covid-19. Một năm qua thì việc xuất khẩu hàng hóa qua lại Campuchia được thực hiện ở hai cửa khẩu quốc tế. Và bên cạnh đó thì để tạo điều kiện cho người dân Việt Nam và Campuchia được mua bán các nhu yếu phẩm một cách thông suốt hơn thì nhiều điểm trao đổi hàng hóa ở biên giới cũng đã được thành lập dưới sự giám sát chặt chẽ, vừa đảm bảo lưu thông hàng hóa, vừa đảm bảo quy định phòng chống dịch. Sau đây là tiêu điểm trong tin sáng 30 giây ngày hôm nay. Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp là một trong hai cửa khẩu đường sông trên cả nước. Mặc dù việc giao thương năm 2020 có giảm đi đôi chút so với năm 2019. Tuy nhiên, với tính chất đặc thù, việc vận chuyển hàng, hóa cảnh bằng xà lan vẫn diễn ra bình thường trên tình hình dịch Covid-19. Các cơ quan chức năng tại đây cũng tạo điều kiện vừa đảm bảo lưu thông hàng hóa, vừa đảm bảo quy định phòng chống dịch. Thì nhìn chung trong năm qua, thì trong công tác phòng chống dịch giữa lực lượng kiểm dịch, biên phòng và hải quan, cái chúng phối hợp quản lý rất là chặt chẽ, chưa có phát hiện cái trường hợp nào mà sót lọt mà không quản lý được lây nhiễm cho cộng đồng. Đó là đường thủy, còn đối với đường bộ, cửa khẩu quốc tế Thường Phước đã tạm ngưng tiếp nhận hàng hóa từ khi dịch Covid-19 bùng phát đến nay. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho người dân hai nước được tiếp cận các nhu yếu phẩm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với nước bạn Campuchia thành lập điểm trao đổi hàng hóa. Cái xã đối diện và cái huyện đối diện, thì trên Campuchia thì hiện tại thì cái nhu yếu phẩm hàng ngày của người dân Campuchia thì rất là hiếm, khan hiếm. Thứ nhất là cái chợ búa nó không có hàng quá về cái nhu yếu phẩm mà để mà sinh sống hàng ngày đó, thì trên Campuchia là không có. Nên là Bộ Chỉ huy mới có tham mưu kiến nghị mới thành lập cái chợ này để mà trao đổi hàng hóa cho cái người dân Campuchia được mua nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày. Mỗi ngày có hơn 200 người dân xã Koroka, huyện Bem Cho, tỉnh Prey Veng, Campuchia được hỗ trợ mua hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu. Hình thức trao đổi được cơ quan chức năng phía Việt Nam và Campuchia giám sát chặt chẽ. Khi mua bán, người dân hai nước không được tiếp xúc với nhau và phải dùng các biện pháp phòng dịch theo quy định. Theo cái chỉ đạo thì phải là nắm vững 5 cái nguyên tắc là 5K. Để mà đảm bảo về công tác phòng chống dịch ở cái chợ trao đổi hàng hóa. Bên cạnh việc lưu thông hàng hóa, hiện tại các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tăng cường trao đổi thông tin với phía nước bạn Campuchia để kịp thời nắm bắt tình hình, phối hợp cùng nhau đảm bảo việc vận chuyển hàng hóa qua lại biên giới không bị cản trở. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Kính thưa quý vị, để đảm bảo tuân thủ các quy định về phát triển, đấu nối, công nhận ngày vận hành, ký hợp đồng mua bán điện và các quy định khác của pháp luật trong lĩnh vực điện lực, đoàn kiểm tra của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo sẽ kiểm tra các dự án điện mặt trời phát triển từ tháng 7 năm 2019 đến cuối năm 2020 theo yêu cầu từ Thủ tướng Chính phủ. Thời gian qua thì một số cá nhân, tổ chức hay doanh nghiệp thay vì phát triển điện mặt trời để sử dụng tại chỗ theo cơ chế khuyến khích của Chính phủ lại đầu tư kinh doanh điện mặt trời để bán, gây áp lực cho giá tỏa công suất.
Bộ Công Thương đề nghị EVN lập danh sách các dự án điện mặt trời được hưởng giá điện theo quyết định số 13 và các hệ thống quy mô công suất từ 100 kWh đã đi vào vận hành nhằm ngăn chặn việc trục lợi chính sách trong triển khai điện mặt trời. Trong văn bản ký tối ngày 8 tháng 3 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông báo các loại hình kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trở lại từ ngày 9 tháng 3, trừ 3 loại hình là karaoke, vũ trường và quán bar, và không đề cập đến số lượng khách được phục vụ cùng lúc. Lãnh đạo Sở Truyền thông Thông tin thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép phần lớn các dịch vụ mở cửa đón khách. Và về thắc mắc cơ sở kinh doanh ăn uống có còn bị khống chế số lượng hay không, thì đơn vị này cho hay thành phố Hồ Chí Minh không còn giới hạn số lượng khách phục vụ cùng lúc. Tuy nhiên, các cơ sở phải tăng cường các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, nhất là rửa tay sát khuẩn, nhân viên phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với khách hàng. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội có văn bản số 40 chính thức thông báo về việc tổ chức hoạt động trở lại các không gian đi bộ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm từ ngày 12 tháng 3 tới. Cụ thể thì không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận duy trì hoạt động từ 19 giờ thứ Sáu đến 24 giờ Chủ nhật. Tuyến phố Hàng Đào, Hàng Giấy, Chợ Đêm Đồng Xuân, 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu bảo tồn cấp 1, khu phố cổ Hà Nội, các tuyến phố đi bộ mở rộng kết nối phía nam khu phố cổ với khu vực Hồ Hoàn Kiếm duy trì hoạt động vào 3 tối cuối tuần là thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật. Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm yêu cầu các không gian đi bộ trên địa bàn quận hoạt động trở lại phải bảo đảm yêu cầu về an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị. Các lực lượng chức năng của thành phố, quận và phường sẽ thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai vừa mới tổ chức hội nghị lấy ý kiến hoàn thiện chiến lược quảng bá thương hiệu du lịch Sapa Fansipan và bộ công cụ nhận diện thương hiệu du lịch Lào Cai. Việc xây dựng chiến lược quảng bá thương hiệu du lịch Sapa Fansipan nhằm cụ thể hóa kế hoạch phát triển du lịch của Lào Cai đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo chủ trương của tỉnh về phát triển du lịch. Việc xây dựng chiến lược quảng bá được thực hiện theo quan điểm phát triển thương hiệu Sapa Fansipan là hoạt động xây dựng hình ảnh tích cực về du lịch Lào Cai, xây dựng hình ảnh chung toàn tỉnh trên bình diện quốc gia, quốc tế, phát triển thương hiệu du lịch theo hướng có trọng tâm trọng điểm và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Lào Cai, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực từ doanh nghiệp và nhà nước, các tổ chức quốc tế và từ chính người dân địa phương cho hoạt động phát triển thương hiệu du lịch Lào Cai. Cũng sẽ xây dựng toàn bộ nhận dạng thương hiệu du lịch Lào Cai và bộ nhận diện thương hiệu sẽ được xuất hiện đồng nhất trên các bảng hiệu, trên các bảng chỉ dẫn, tờ rơi, áo mũ nón, đồng phục v.v. Trộm bò xé thịt lấy đùi tại địa bàn các huyện miền núi của tỉnh Phú Yên đã xảy ra nhiều năm qua, nhưng đến nay thì vẫn chưa có vụ việc nào được làm rõ và tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra gây bức xúc cho người dân. Vụ việc gần đây nhất là vào khoảng 15:30 ngày 28 tháng 2 năm 2021, bà Đê Hờ Nhau trú tại Buôn Thinh, xã Ea Tron đưa đàn bò của gia đình ra chăn thả ở khu vực hồ Buôn Đức thuộc Buôn Bầu, xã Ea Tron rồi về nhà. Đến khoảng 7:30 ngày 1 tháng 3 của năm 2021, bà Nia Hòa Nhau quay lại nơi thả bò thì phát hiện một con bò của mình đã bị kẻ gian giết thịt. Tình trạng trộm bò xé thịt lấy đùi xảy ra trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 với trên 10 vụ, nhiều nhất là ở các huyện miền núi như là Sông Hinh, Sơn Hòa và gần đây nhất xuất hiện thêm ở huyện Krông Ba của Gia Lai, nơi giáp ranh với huyện Sông Hinh. Kẻ trộm lợi dụng sơ hở đêm tối vào chuồng hoặc là nơi chăn thả, chọn những con bò to, béo, giá trị kinh tế từ 25 đến 30 triệu đồng sau khi dắt đến nơi vắng vẻ để giết thịt. Công an huyện Sông Hinh đã phát thông báo kêu gọi người dân đề cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, kịp thời cung cấp thông tin tình hình liên quan đến đối tượng nghi vấn cho cơ quan chức năng để phục vụ điều tra làm rõ đối tượng. Kính thưa quý vị, bên cạnh rác thải nhựa thì rác thải sinh hoạt cũng là mối đe dọa lớn đến với môi trường bởi vì lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày rất là lớn và gần đây thì một số đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch đã tiến hành tái chế thành công rác thải sinh hoạt để thành các sản phẩm sinh học hữu cơ và phục vụ trở lại cho hoạt động của đơn vị. Và ô nhiễm môi trường là một vấn đề hết sức là nhức nhối cũng như là hết sức khẩn cấp trong thời buổi hiện nay, và giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường dù là nhỏ nhất thì chúng ta luôn luôn cần thiết những cái giải pháp như vậy. Và cách làm vừa rồi mà Minh Phương vừa mới chia sẻ đến quý vị không chỉ giúp góp phần đẩy lùi rác thải rắn sinh hoạt ra môi trường mà còn giảm một phần chi phí cho đơn vị. Sau đây là lan tỏa 30 giây. Vỏ cam, bưởi hoặc hoa tươi được cắt ngắn 3-5cm, rửa sạch. 3kg nguyên liệu như vậy cùng với 300g đường trắng và 10 lít nước
Các nguyên liệu đưa vào thùng ủ trong 30 ngày. Sản phẩm sẽ có mùi thơm như mùi rượu lên men với mùi đặc trưng của từng loại trái cây, hoa. Sản phẩm chiết ra có công dụng rất đa dạng như lau rửa sàn, lau kính, rửa chén, làm nước rửa rau quả, làm thuốc trừ sâu tự nhiên. Ưu điểm của việc chiết xuất chế phẩm này là dễ làm, không gây hại sức khỏe cho người thực hiện. Pha chế ra nước cho khách á, thì nó dư ra những cái vỏ cam và bự gì. Thì mình tận dụng lại thì mình cắt nhỏ, sẽ mình làm cho biến ra đỡ nước lâu nhà với nước lâu kính lâu bàn. Mà nó tốt cho sức khỏe cho nhân viên mình nữa, chứ khách là rất là thơm, mà nó cũng không có bị hâu rồi gì hết. Với cách làm như vậy, khách sạn Cà Gia tại tỉnh Phú Yên đã hạn chế đáng kể lượng rác thải rắn thải ra môi trường như trước. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng đã tiết kiệm được hơn 80% chi phí mua hóa chất dọn vệ sinh cho toàn khách sạn. Đối với khách sạn Cà Gia thì gần như cũng đã thay đổi gần như 80%. Những hóa chất quan trọng thì có thể thay thế không được, nhưng mà từ đầu 80% về những lâu kính này, về sàn nhà, đó, về vấn đề toilet mình đã áp dụng rồi, hiện triển khai. Còn tại khu du lịch sinh thái Sao Việt, việc phân loại rác cũng được triển khai trong thời gian gần đây. Theo đó, tại khu vực gom rác thải, thay vì chỉ một thùng chứa rác, giờ đây có nhiều thùng, mỗi thùng chứa một loại rác. Từ đây, rác thải hữu cơ được đưa sang một vị trí khác để ủ phân hữu cơ, bón cho cây cảnh. Cách làm này không chỉ góp phần giảm sức ép môi trường từ rác thải mà còn tạo ra một lượng lớn phân bón hữu cơ tốt cho cây trồng của đơn vị. Tái chế rác hay là phân loại rác á, thì đã giải quyết được rất nhiều vấn đề tại công ty. Thứ nhất là giảm thiểu tối đa cái lượng rác mà mình thải ra môi trường. Cái thứ hai là mình có thể tận dụng lại những cái nguồn rác đó để mình phục vụ nhiều việc khác. Việc mà phân loại rác hay là tái chế rác thì được công ty rất là ưu tiên và giữ gìn bảo vệ môi trường. Tạo ra chế phẩm sinh học từ chất thải rắn sinh hoạt là các loại vỏ trái cây, bông trang trí và ủ phân hữu cơ từ rác thải hữu cơ của các đơn vị kinh doanh du lịch là hai mô hình triển khai khá hiệu quả trong thời gian gần đây. Các giải pháp thực hiện này có ưu điểm là dễ làm, ít tốn kém nhưng đã mang lại hiệu quả thiết thực cho các đơn vị. Điều quan trọng hơn đó là từ mô hình tái chế này đã giúp các đơn vị kinh doanh du lịch giảm tải phần lớn rác thải rắn thải ra môi trường. Sản phẩm tái chế được đưa ngược lại sử dụng thân thiện với môi trường, cũng để lại nhiều thiện cảm với khách du lịch khi tham quan, lưu trú tại những đơn vị kinh doanh du lịch này. Còn bây giờ, như thường lệ, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin đáng lưu ý trước khi ra đường với phần cảm nhận thời tiết trực tiếp của phóng viên Lê Nhi. Mến chào quý vị khán giả, mến chào trường quay. Thưa quý vị, mở đầu thông tin thời tiết ngày hôm nay, Lê Nhi xin cập nhật về thông tin tình hình xâm nhập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long đang tăng cao. Thưa quý vị, từ hôm nay cho đến ngày 16 tháng 3, đồng bằng sông Cửu Long sẽ đón đợt xâm nhập mặn cao điểm. Do đó, các địa phương cần hạn chế tưới nước hoặc là chúng ta tưới nước tối thiểu nhằm giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất. Đồng thời, các địa phương cũng nên tiếp tục các biện pháp trữ nước và cấp nước phục vụ cho sinh hoạt trong thời kỳ này, bởi vì cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn gây ra ở đồng bằng đang ở cấp độ 1, cấp độ 2. Theo dự báo ngày hôm nay, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào đều khắp. Một số địa phương có mưa vừa, có nơi có mưa to cục bộ ngay trong mùa khô. Do đó, người dân các tỉnh vùng núi phía Bắc cần đề phòng mưa đá, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn dông có thể xảy ra, gây thiệt hại về người, nhà ở, tài sản và các loại cây trồng khác. Tuy đây là mùa mưa, nhưng mà theo dự báo thì chỉ số UV cực đại tại các tỉnh thành ở miền Bắc vẫn đạt ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao và tiếp tục duy trì ở ngưỡng gây hại và trong ngày hôm nay cho đến 2 ngày tiếp theo. Đối với các tỉnh thành miền Trung và miền Nam, cả trong ngày hôm nay và 2 ngày tiếp theo, mức độ gây hại của tia UV cũng được dự báo đều nằm trong ngưỡng rất cao. Tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta ngày hôm nay, nhiệt độ đang duy trì ở mức khá là dễ chịu với nắng nhẹ nhàng. Tuy nhiên, quý khán giả cũng đừng quên chống nắng vì lượng tia UV cao nhất ngày hôm nay nó sẽ đến ở mức 11, xuất hiện vào lúc 12 giờ trưa hôm nay. Quý khán giả nên hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong thời gian này. Ngày hôm qua, tôi và đồng nghiệp của tôi có việc đi ra ngoài một chút xíu vào buổi trưa và quên mang theo nón, dù hay là thoa kem chống nắng. Nghĩ là mình sẽ đi rất là nhanh thôi, sẽ không ảnh hưởng đâu. Nhưng mà chỉ một vài phút sau, da của tôi đã bị bỏng. Cho nên quý khán giả, chúng ta trước khi ra đường nên chăm sóc, chuẩn bị cho làn da của mình để tránh bị ảnh hưởng bởi những tia nắng gắt vào thời điểm này quý vị nhé. Trước khi ra đường, quý vị theo dõi tin sáng 30 giây và cũng nên nhớ là bảo vệ làn da của mình. Tôi Lê Nhi, FBNC.
Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Tin sáng 30 giây với những thông tin về tình hình thời sự trong nước quốc tế diễn biến trong 24 giờ qua được chúng tôi liên tục cập nhật. Và câu chuyện về việc tái chế chất thải rắn sinh hoạt tại các công ty cũng đã mang lại những giá trị nhất định. Và hy vọng là chính quý vị chúng ta hãy thực hành việc tái chế chất thải sinh hoạt trong gia đình của mình để mang lại những giá trị phù hợp với bản thân, với gia đình. Và cùng với nhau thì chúng ta sẽ bảo vệ môi trường sống của mình ạ. Vâng, cảm ơn Minh Phương. Và thưa quý vị, phóng viên Lê Nhi của chúng tôi thì cũng gửi đến quý vị những thông tin về thời tiết đáng lưu ý. Bởi vì chúng ta đã bước vào đợt nắng nóng rồi và mong rằng là quý vị sẽ có những cái thông tin hữu ích nhất để mà bảo vệ sức khỏe cho mình. Đến đây thì Tin sáng 30 giây cùng với Minh Phương và Thu Trinh cũng xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào 6 giờ sáng ngày mai trên các phương tiện trực tuyến, nền tảng trực tuyến của kênh FBNC với Tin sáng 30 giây.